Thưa quý vị, thực tế thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông, các trường học đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, gửi thông báo về các trường học khi có học sinh vi phạm và nhà trường cũng đã có hình thức kỷ luật, nhưng tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn giao thông của chính các em học sinh và cả những người cùng tham gia giao thông. Không khó để bắt gặp những hành vi vi phạm luật giao thông của các em học sinh sinh viên như thế này. Trên khắp các tuyến đường của thủ đô, đặc biệt là quanh các khu vực trường học, tình trạng học sinh điều khiển xe đạp, xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang hay đi quá tốc độ, chở quá số người quy định vẫn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Với học sinh thủ đô thì hiện nay đang có hai cái tình trạng. Một đó là các em đi xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi. Và cái thứ hai ấy, là đi xe đạp điện, đi xe máy phân khối nhỏ khi có giấy phép nhưng không đội mũ. Và chúng ta điều này chúng ta thấy rất nhiều trên đường. Luật thì đã có, công tác tuyên truyền cũng đã được triển khai rất tích cực. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của học sinh viên, đồng thời gửi thông báo những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ về trường học và có những hình thức kỷ luật, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chế tài để xử lý đối với các em học sinh mà vi phạm thì còn chưa đủ sức răn đe. Những cái trường hợp vi phạm đấy thì chúng tôi lập danh sách và phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo để ra những cái thông báo và kiến nghị với Sở Giáo dục Đào tạo có những cái chế tài xử lý nghiêm. Thì cái vấn đề này nó xuất phát từ cái việc là nhận thức của cá nhân những người điều khiển phương tiện, đó là các em học sinh. Còn tất cả đều có mũ hết mà, trong nhà trường có phổ biến là phản ứng nguy hiểm không ạ? Như vậy, để giải quyết triệt để tình trạng này, giải pháp hiệu quả nhất không phải là tăng nặng hình phạt, mà là sự thay đổi nhận thức của học sinh. Chỉ khi học sinh hiểu rõ hành vi vi phạm của mình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính bản thân, gia đình và xã hội, thì các em mới có ý thức tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ.